Kính thưa quý vị, một sĩ quan cảnh sát Ai Cập nằm bệnh viện nhớ lại vụ đánh bom ở Mansoura. Theo tin từ Mansoura, một sĩ quan cảnh sát bị thương đang nằm tại bệnh viện khẩn cấp. Trường Đại học Mansoura nói rằng, sau khi ông ta chấm dứt công việc thì vụ đánh bom xảy ra. Ông ta bất tỉnh, không còn biết gì cho tới khi được đưa ra khỏi đống gạch vụn. Vụ đánh bom trụ sở cảnh sát thành phố Mansoura nằm trên bình nguyên sông Nin làm ít nhất 15 người chết và 134 người bị thương. Al-Sabet Man Al-Madis là nhóm thánh chiến Hồi giáo ở Sinai, tuyên bố đã thực hiện vụ đánh bom. Người bị thương đã được đưa đến 4 bệnh viện trong thành phố. Sau vụ đánh bom, chính phủ do quân đội thành lập đã lập tức tuyên bố Huynh đệ Hồi giáo là một tổ chức khủng bố. Huynh đệ Hồi giáo cũng đã ra bản tuyên cáo lên án vụ đánh bom, nói rằng hành động này tạo thêm chia rẽ ở Ai Cập. Những kẻ gây tội ác phải trả lời trước công lý.